Điểm đến tiếp theo của hành trình đất phương Nam tuần này sẽ là chợ Tân Định, một trong những khu chợ nổi tiếng lâu đời nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Hãy tìm khách mời có ngoại hình Mình Hạt Sương Mai. Trời ơi, ở đây bán vải đẹp quá nè. Ồ, quá trời màu sắc luôn. Dạ mấy chị cho em hỏi là nãy giờ có người mẫu nào mà đẹp đẹp cao cao đi ngang qua đây không? Em đó, là em nói rồi. Bảo là em thiệt á hả? Là em. Cô Tám bán gì vậy? Cô Tám bán quần. Bán quần hả? Còn mua áo được không? Không chỉ thu hút bởi kiến trúc độc đáo mà những món ăn ở đây cũng khiến du khách nhớ mãi không quên. Mát lạnh. Mát quá. Ê nhưng mà chầu này hơi nhẹ nha. Lấy giùm em mười mấy ly cho ekip. Mày. Ok. Tất cả sẽ có trong tập 56 Hành Trình Đất Phương Nam, được phát sóng vào lúc 19:35 tối thứ ba ngày 18 tháng 4 năm 2023 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.